Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chúng ta tiếp tục bài học tiếp theo. Bài học này thì tôi sẽ nói về một cái chủ đề mà rất là nhiều người đặt hàng hỏi là về cái quá trình xử lý khủng hoảng ấy. Đấy là đối diện với cơ quan truyền thông, cơ quan ngôn luận như thế nào, đúng không? Chúng ta đối diện như nào, giải pháp là gì? Thì ở đây chúng ta hiểu rằng là cơ quan ngôn luận, cơ quan truyền thông ở đây có thể bao gồm là đài truyền hình, đúng không ạ? Các cái cơ quan báo chí, bao gồm báo giấy, báo điện tử, các trang tin được bộ truyền thông cho phép hoạt động. Đấy. Họ sẽ khai thác những cái chủ đề để đưa thông tin, đưa bài, đưa tin bài, bình luận của chuyên gia lên các cái nền tảng truyền thông của họ. Thí dụ như là truyền hình thì lên các cái kênh đài VTC, VTV, rồi thì các đài truyền hình địa phương, đúng không ạ? Báo chí thì báo Lao Động, báo Nhân Dân, báo Tiền Phong, báo điện tử thì VN Express, Dân Trí, kênh 14, rồi thì Earth Family, rồi thì Vietnamnet, vân vân. Rất là nhiều, đấy là những cái tờ báo một cách có thể nói là được kiểm soát một cách chính thức. Còn cộng đồng mạng thì họ lại không phải là một cái cơ quan báo chí một cách chính thức, mà họ là các cá nhân, tập hợp của các cá nhân. Họ có thể khai thác dưới danh nghĩa cá nhân hoặc là khai thác dưới danh nghĩa của công việc của họ. Rất nhiều người họ lập lờ giữa hai cái danh nghĩa là cá nhân hay là với một cái tư cách của một cái tổ chức, đúng không? Thì thực tế hiện nay các bạn thấy cũng rất là nhiều các cái phóng viên, rồi rất nhiều chuyên gia họ lên trên mạng xã hội, họ phát biểu, họ đưa ra các thông tin, quan điểm vân vân, và với cái tư cách là cá nhân cũng như là với tư cách của tổ chức, và cũng đã nhiều người đã bị nhắc nhở về điều này, đúng không? Thế thì chúng ta nhớ rằng đấy là các cơ quan mà tôi muốn đề cập đến góc độ ở đây là các cơ quan chính thức, có giấy phép hoạt động và được Bộ Thông tin Truyền thông cho phép hoạt động. Chứ tôi không đề cập đến những cái trang như là Facebook hay là Zalo hay là Twitter hay là YouTube của những người dùng, đúng không ạ? Ở đây là tôi đang nói về đối diện với cơ quan ngôn luận, cơ quan truyền thông một cách trực tiếp. Thì rất là nhiều công ty, doanh nghiệp, rồi cá nhân lựa chọn là từ chối không cung cấp thông tin cho báo chí, đúng không ạ? Hoặc là im lặng, hoặc là chối từ. Thì đây cũng là một giải pháp tốt nếu như chúng ta không biết phải làm gì, đúng không ạ? Nếu như chúng ta không biết phải làm gì, tôi nói là đây là một giải pháp tốt nếu như không biết phải làm gì. Nhưng mà sẽ tốt hơn nếu như chúng ta biết chúng ta cần làm gì, chúng ta không nên từ chối họ, đúng không ạ? Chúng ta hãy làm việc, hãy hợp tác với họ. Thì cái ý tiếp theo tôi muốn nói là gì? Nếu mà chúng ta đồng ý hợp tác với các cơ quan báo chí một cách chính thức, đúng không ạ? Như là phóng viên báo, phóng viên truyền hình, đấy, thì chúng ta cũng có thể để nghe ngóng xem họ định khai thác những chủ đề gì, khai thác theo hướng nào. Thậm chí là mình cũng có cơ hội trò chuyện với họ, thì mình sẽ lại làm cho họ đổi ý được, đúng không ạ? Hoặc là làm nhẹ nhàng hơn về vụ này. Và nếu may mắn hơn nữa thì họ sẽ không nói gì, đúng không ạ? Thì cũng đã là giúp mình rồi. Hoặc là họ khai thác chủ đề theo một cái hướng rất là khác đi, đúng không? Chúng ta cũng có thể mời phóng viên, mời những cái đại diện của các cơ quan báo chí đến văn phòng làm việc trực tiếp của chúng ta, gặp gỡ với người phụ trách truyền thông, người phụ trách pháp lý. Ý tôi muốn nói là phóng viên sẽ ngồi làm việc với chúng ta đấy, tại văn phòng của chúng ta nhé. Và có là ở đây là anh Phan Anh này, giám đốc truyền thông này, đây là anh A này là luật sư này, anh B là gọi là đại diện của công đoàn này, ví dụ như thế. Thì chúng ta sẽ có ba mặt một nhời, thì cái việc mà chúng ta làm việc với phóng viên nó cũng sẽ dễ dàng hơn, cũng sẽ an toàn hơn cho chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì phóng viên thì không phải là cái gì đấy ghê gớm cả, nhưng mà các bạn lưu ý là sẽ có rất nhiều những cái phóng viên họ khai thác cái chủ đề theo một hướng tiêu cực để họ có view, để họ có cái lượt đọc rất là tốt. Và cũng có nhiều phóng viên thì họ không giữ được đạo đức nghề nghiệp, đúng không ạ? Họ không giữ được đạo đức nghề nghiệp, tức là sáng họ đi tìm chủ đề nóng để họ khai thác, chiều là họ bắt đầu là muốn là gỡ bài, và khi gỡ bài như vậy là doanh nghiệp phải trả chi phí, đúng không ạ? Thay vì trước đây là họ mời chi phí lên bài thì bây giờ người ta lại có chi phí gỡ bài. Thực tế ở báo chí cũng đã đưa tin những cái chuyện đó rất là nhiều rồi. Đấy. Thế nên là chúng ta sẽ làm gì ạ? Hãy đề phòng và hãy cẩn thận với một số những cái giới phóng viên,
đặc biệt là những cái phóng viên của những cái tờ báo nó không uy tín, không chất lượng, đúng không ạ? Hay của những cái trang tin nó kém kém. Đấy, nếu như chúng ta phải tiếp xúc với họ mà chúng ta không biết họ trước. Cái khái niệm đề phòng và cẩn thận ở đây là một khái niệm là cho chúng ta có một cái tâm lý để làm việc chuyên nghiệp, đúng không ạ? Bởi vì là rất có thể họ cần view, đúng không ạ? Đôi khi họ không làm đúng với những cái gì mà họ đã nói. Họ phỏng vấn một kiểu nhưng mà họ đăng bài một kiểu, họ giật tít một kiểu nhưng họ lại nội dung một kiểu,